tuần mà hết trò để chơi rồi, chán quá à. Đúng rồi đó, sáng giờ tụi mình chơi quá trời trò rồi, hay giờ chơi trốn tìm đi. Nhưng trong khu nhà tụi mình còn chỗ trốn khác nữa đâu. Trốn chỗ nào mấy bạn cũng biết hết rồi, chơi không có vui nữa. À, mình biết có một chỗ chơi được nè. Chỗ này mà chơi trốn chỗ tìm này thì mà tuyệt chơi vời nè. Thì tuyệt vời nè. Nhưng lỡ người ta đang làm thì sao? Hôm nay là chủ nhật, người ta nghỉ làm hết rồi. Vậy tụi mình vô trong chơi đi. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm, ba mươi, chín mươi, chín lăm, một trăm. Đi tìm, mình đi tìm đó nha. Em tìm được rồi. Tìm được hai bạn rồi nha. Mình mệt quá, thôi nghỉ không chơi nữa. Vậy chơi cát đi, nhìn đống cát kia là mình thèm đi biển quá à. Đống cát này có thể đào thành cái hang lớn đó. Mình sẽ đắp thành một cái hồ bơi luôn, ở đây có vòi nước kìa. À, cái đống cát đó có gì vui mà tụi nó chơi hoài không chán vậy ta? Làm gì phá tụi nó đây? Không lẽ bây giờ hút hết cát cho tụi nó khỏi chơi ta? Ê, thằng nhóc kia đang chạy đi kiếm gì kìa? Mình sẽ bơm nước vào hồ bơi nha. Cứu mình chơi. Thế làm sao đây? Hồ nước sâu lắm. Sao bạn bất cẩn vậy? Hú nước bự vậy mà không thấy. Tụi bò khỉ gây chuyện đó, chúng lợi dụng lúc mình cứu người đã bỏ trốn rồi. Sao mấy bạn lại vào công trường xây dựng chơi vậy? Hôm nay chủ nhật, công trình không xây dựng mà chú cô. Nhưng đây là nơi cấm trẻ em và những người không liên quan ra vào. Công trường không phải sân chơi của các bạn. Chỗ này chơi vui mà chú cô. Nhưng mà rất nguy hiểm. Ở đây có nhiều hố sâu, các bạn có thể bị rớt xuống như lúc nãy. Rồi dàn giáo dựng cao, lỡ có đồ vật từ trên cao rớt xuống trúng đầu, rồi lỡ dẫm phải đinh, cây sắt hay bị vướng vào dây điện thì rất nguy hiểm đó. Thì ra không được chơi ở công trường. May mà chú cô đến kịp thời giúp bọn mình. Ở đây nguy hiểm vậy, tụi mình mau về thôi. Ở đây có dây văng và biển hiệu cấm vào nè. Các bạn tự ý đi vào là vi phạm quy định. Nếu có gì xảy ra thì các bạn phải tự chịu trách nhiệm đó. Nè, sao tụi con lại chơi ở đây? Lỡ có chuyện gì rồi sao? Dạ, có bạn bị ngã xuống hố nước đó chú. Nhưng may là không có gì nguy hiểm ạ. Công trường của chú luôn có bảo vệ trực. Hồi nãy nhà ông ấy có chuyện đột xuất cho nên xin phép về. Chú đang tính tới trực thay nè. May quá là, hên là không có chuyện xấu xảy ra đó. Tụi con xin lỗi vì tự ý vào chơi trong đó. Ừ, thì cũng do dây chắn với biển cảnh báo có hơi khó thấy. Chú sẽ gắn thêm rào chắn và gắn thêm nhiều biển cảnh báo để đảm bảo không ai tự ý vào công trường chơi nữa. Tụi con đó, nhớ nhắc nhở các bạn đừng có tự ý vào công trường xây dựng nghe chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi.